giọt buồn rơi rơi lặng lẽ trên con đường dài. Một mình anh lòng xe sắt cơn gió đông về. Giờ thôi hết những ước mơ dài, mưa còn rớt rớt trên nỗi sầu. Lạnh đôi vai em ơi biết chăng tim anh lẻ loi. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm trước tôi đã test giới thiệu chi tiết đến quý vị và các bạn dòng loa đồng trục của hãng CAVS và tôi nói là đây là dòng đồng trục hết số hay nhất của hãng CAVS. Nhưng nhiều bạn lại cũng xem một video nữa của tôi, đó là video khi tôi giới thiệu dòng loa hết số, dòng loa full, đó là dòng từ Neobi model LP12 và tôi nói đó là dòng full tối tân nhất của hãng CAVS. Thì có nhiều bạn hỏi tôi là khi thì thấy tôi nói là dòng LP12 là dòng hết số và khi tôi lại nói dòng loa full CM12 này là dòng hết số, vậy cụ thể nó là gì? Quý vị và các bạn thân mến, trên thị trường hiện nay đối với các dòng loa đứng nói chung có hai dòng, một là dòng đồng trục và thứ hai là dòng full. Thì các bạn nhìn như đây này, đấy, đây gọi là full, một loa bass và một loa chép, tức là hai đường tiếng nó tách bạch nhau ra như thế này, gọi nó là loa full. Còn đối với cái dòng mà vẫn một bass một chép nhưng nó đặt chung vào một cái khối như thế này thì ta gọi nó là đồng trục. Thì các bạn xem những dòng loa nghe nhạc chuyên nghiệp, ví dụ như các dòng Tannoy thì các bạn biết rồi. Thì các bạn thân mến, ở chương trình này tôi sẽ review chi tiết đến các bạn toàn bộ cấu trúc lòng phèo, phân tích và test âm để các bạn thấy dòng loa của CAVS thì luôn luôn dành được những ấn tượng rất là tốt đẹp. Và đặc biệt là mẫu loa trước mắt, đó là mẫu loa đồng trục. Đây là dòng đồng trục hay nhất của hãng CAVS, tích hợp những cái công nghệ về sóng âm tuyệt vời của hãng. Và các bạn thấy là dòng này ngoài việc để đứng nó lên thì các bạn lại có thể để nằm như thế này. Các bạn thấy là hiện nay thì đối với những người tổ chức sự kiện cho thuê phông bạt đám cưới, hay ở những cái show nhỏ, hay ở các phòng trà nhỏ, hay là ở những cái quán cà phê nghe nhau hát, hát nhau nghe, thì các bạn thấy là ngoài việc sử dụng những cặp loa treo trên tường thì chúng ta có thể sử dụng những cái cặp loa đồng trục như thế này vào hai mục đích. Một là ta để đứng nó lên để hát làm loa phông chính kết hợp với một chiếc loa súp, hoặc là các bạn có thể để nó hướng như thế này để cho những người ở trên sân khấu người ta hát và người ta nghe được cái giọng người ta và nghe nhạc để người ta điều chỉnh. Và các bạn thấy là cái dòng loa này nó biến hóa và nó lợi hại đến mức độ như thế. Bây giờ ta sẽ nói chi tiết về dòng loa đồng trục hay nhất của hãng CAVS. Thì nói với các bạn là mẫu này thì hiện nay thì nhà máy đang niêm yết là 19 triệu đồng, nhưng tôi vẫn đang trong chiến dịch demo cho hãng cho nên các bạn sẽ mua được mức giá 15 triệu đồng một cặp này. Và các bạn thấy là những dòng đồng trục này do cái cách đặt loa bass và loa chép ở trong trên một cái khối thống nhất như thế kia, và nó sẽ giúp cho cái vị trí các bạn nghe cực kỳ chính xác và âm thanh nó đồng pha, đem đến âm thanh rất là chính xác. Và đặc biệt khi các bạn hát ấy, giọng các bạn rất là nhẹ nhàng, đặc biệt là những người giọng yếu thì các bạn sẽ thấy rất là tuyệt vời. Và nếu như các bạn có nhu cầu về mua sắm thì có thể gọi điện theo một trong hai số điện thoại đang hiển thị góc phải của màn hình ở phía trên. Và các bạn có nhu cầu về sửa chữa những thiết bị audio có thể gọi điện cho kỹ thuật viên Quang Vị theo số điện thoại đang hiển thị phía dưới. Anh em có thể trực tiếp đến cơ sở của tôi ở Hà Nội để nghe trực tiếp, mua sắm các sản phẩm nghe nhạc chuyên nghiệp cũng như những sản phẩm karaoke. Các bạn thân mến, bây giờ tôi nói về thùng của nó đã. Thì các bạn thấy thông thường thì nó sẽ để đứng như thế kia. Đấy, đây là chiếc của nó để đứng này. Đấy, để đúng của nó là để đứng như thế này. Nhưng như tôi đã nói, các bạn cũng có thể để nằm như thế này. Cách thiết kế của nó rất là độc đáo. Dòng này các bạn thấy rồi. Đấy, ta có thể để như thế này và nó quay lên sân khấu. Ví dụ như tôi đang đứng ở đây để tôi hát thì ngoài việc có những cái cặp loa xung quanh nữa thì ta có thể sử dụng cái cặp này như một trong những cặp loa giúp cho những người đứng ở trên sân khấu có thể nghe được cái giọng hát, nghe được nhạc nền để hát chính xác hơn. Thế các bạn thấy đây là cái cách bố trí trên những cái sân khấu chuyên nghiệp, bao giờ cũng có một cái loa để cho ca sĩ người ta hát, người ta nghe được. Thường là hai bên sân khấu người ta, hai bên cái gã người ta sẽ để hai chiếc quay lên như thế này. Các bạn thấy đồng trục rất lợi hại cái điều đó. Bây giờ thì ta nói về thùng trước đi. Thì các bạn nhìn thấy đã nói là dòng đồng trục rất là tuyệt vời của CAVS rồi. Thì các bạn sẽ thấy này, cái cách thiết kế rất là tỉ mỉ, khi tôi quan sát tôi thấy rất là bất ngờ. Các bạn biết là nó có hai lỗ thông hơi ở hai đầu và nó khác với những cái dòng khác, bình thường người ta sẽ để hai lỗ thông hơi cân đối nhau ở một vị trí, có thể ở trước ở sau. Nhưng các bạn thấy là nó là đồng trục, các bạn có thể để đứng hoặc để nằm như thế này, cho nên các bạn thấy người ta bố trí cái lỗ thông hơi của nó rất là cân xứng. Thì các bạn để ý vào những cái tiểu tiết này thì nhiều bạn là không để ý này. Đối với cái ống thông hơi này, nếu như nó càng dài càng sâu xuống đáy này này thì tiếng bass của nó chắc nhưng tiếng bass của nó sẽ yếu. Các bạn nhớ nhé, các bạn có thể thử, ngày xưa thì như chúng tôi đã chơi và thử rất nhiều trên những cái dòng nghe nhạc chuyên nghiệp, ví dụ các dòng loa Pioneer đấy, 180 ba la mã, hay các dòng 180A. Nhiều anh em là cắt thêm những ống nhựa tiền phong gắn vào tạo những cái khuỷu, hay là tạo xuống dưới là càng côn nó to ra đấy, thì tiếng bass của nó cũng khác biệt. Nhưng đối với dòng đồng trục này của CAVS thì các bạn thấy này, người ta tính toán trên cơ sở dùng máy tính và người ta tính toán rất là chi tiết về cái việc mà triệt tiêu sóng đứng cũng như là tạo ra tiếng bass hài hòa.
Thì các bạn thấy người ta để cái ống này ngắn khoảng tầm 10 cm. Nếu như tôi nói lại là nếu như nó dài xuống dưới đáy này hoặc gần xuống dưới đáy này thì tiếng bát của nó chắc như nó yếu đi. Hoặc cái ống hơi này ngắn lại một chút thì các bạn sẽ thấy tiếng bát của nó ù và rất là khó kiểm soát. Thì các bạn thấy cách tính toán cái ma trận lòng thùng nó phải cực kỳ tỉ mỉ và phải sử dụng máy tính bằng công thức và các kỹ sư người ta phải thử đi thử lại đo đạc đếm. Người ta sử dụng rất nhiều các phương pháp và cuối cùng cho ra một cái công thức đóng thùng chuẩn nhất. Người ta có một cái công thức đóng ma trận lòng thùng chuẩn chỉ nhất. Các bạn thấy thì những cái dòng loa bãi thì thường nó hay sử dụng cái bông này là bông bằng thủy tinh. Bông thủy tinh tiêu âm tốt nhưng nó rất là ngứa và độc hại với môi trường. Thì các bạn sờ vào là rất là ngứa. Nhưng những dòng loa hiện đại bây giờ thì các bạn thấy là người ta không sử dụng bông thủy tinh nữa. Người ta sử dụng những cái bông như thế này. Đấy, không bị ngứa. Đấy, chỉ cần nhìn phân tần nó chắc chắn là nhiều bạn đã ngỡ ngàng rồi. Các bạn nhìn thấy ngay. Ở đây nó sử dụng những cái cuộn cảm rất là lớn. Cuộn cảm này thì các bạn thấy nó cuốn quanh một cái trục. Đấy, ở giữa bằng cái vật liệu kim loại. Đấy, có thể những là những cái lá nhôm, những cái lá sắt. Để các bạn biết rồi, nó tạo ra cái giải trầm rất là vững chãi cho cái tiếng bát. Còn những con tụ con trở thì nó sẽ tính toán cắt cái tiếng mít và cái tiếng chép. Thì điều này các bạn biết rồi, cuộn cảm càng lớn và người ta sẽ làm sao đó, người ta tính toán để giảm cái chi phí trong quá trình sản xuất. Cho nên các bạn thấy thông thường người ta hay sử dụng những cái dây đồng lớn và người ta cuốn đơn. Còn nếu như cuốn kép thì nó rất là phức tạp và nó tốn dây. Và tất nhiên là các bạn thấy là những cái dòng mà người ta cuốn bằng cái dây đồng kép sợi nhỏ ấy, thì nó rất là cầu kỳ và nó phải tăng cái thời gian sản xuất lên. Các bạn biết rồi. Thì các bạn thấy đây là một cái phân tần. Các bạn nhìn qua video thì các bạn sẽ không thấy được cái độ gấu chi tiết của nó đâu. Nhưng ở ngoài chúng ta nhìn này, thì nó rất là lớn và nó lớn như một cái trang quyển vở của học sinh vậy. Tất cả những cái linh kiện này thì nhìn nó rất là đã mắt và nó xịn sò và đảm bảo là nó sẽ giúp cho cái tiếng bát ổn định và nó giữ cho cái tiếng bát có thể bền bỉ hoạt động trong nhiều giờ đồng hồ khi mà cái cuộn côn của loa hoạt động nó tạo ra nhiệt ấy, nhưng nó vẫn cứ cho âm thanh rất là chính xác. Và các bạn nhìn nó rất là cân đối hài hòa đây này. Đấy, cái chiếc còn lại đây này. Đấy. Rất là gọn gàng và cái cách bo vát. Các bạn nhìn này, những cái chi tiết bo vát này không phải là tùy tiện bo vát thế nào được ạ. Bo vát nó phải liên quan đến cái thể tích của lòng thùng ở trong này này. Nó phải rộng bao nhiêu, chiều cao bao nhiêu. Bởi vì cái quá trình cái loa này nó hoạt động ấy, thì ngoài cái sóng âm nó dội vào tai chúng ta từ phía trước của màng loa này, thì ở phía sau loa này nó cũng tạo ra những cái âm thanh nữa, gọi là âm thanh phát ra từ phía sau của màng loa. Và cái âm thanh phía sau này nó cộng hưởng với thùng của loa. Nó sẽ giúp cho các bạn tận hưởng được tất cả những cái tiếng bát mạnh mẽ nhất, uy lực nhất. Nhưng cái quá trình hoạt động của cái âm thanh ở phía sau màng loa này, nó đồng thời cũng gây ra những hiện tượng cộng hưởng quá đáng nếu như cái thùng của chúng ta được thiết kế không tốt. Bạn nào ngày xưa mà chúng ta dùng một chiếc loa rời ta úp lên cái chum để chúng ta nghe modern, nghe Boney thì các bạn đã hiểu cái điều đó rồi. Và các bạn thấy là đối với những cái dòng loa full đóng vào thùng như thế này thì bao giờ thấy người ta phải tính toán để nó triệt tiêu được cái sóng đứng ở trong lòng thùng. Cái sóng đứng trong lòng thùng nó rất là nguy hại và nó làm cho âm thanh bị sai lệch. Và cái cách tính toán ở trong cái lòng thùng này cũng phải đảm bảo để triệt tiêu được cái sóng đứng đó. Thế bây giờ chúng ta sẽ nói về cái củ loa đã. Thì các bạn nhìn thấy đây là một chiếc. Bình thường thì các bạn thấy loa full nó phải tháo rời hai chiếc bát và chép riêng. Nhưng thằng này thì các bạn thấy này, nó dồn cả bát và cả chép vào trong một cái khối như thế này thôi. Và nó rất là nặng, một tay đừng có nghĩ nhấc ạ. Các bạn đừng nghĩ một tay có thể nhấc lên khỏi mặt đất được. Các bạn nhìn này. Đấy, nó rất là nặng. Cực kỳ nặng các bạn ạ. Không thể xê dịch bằng một tay được. Nó phải dùng hai tay. Các bạn nhìn thấy này. Đây chính là cái chép của nó này. Đây là chép. Chép của nó đặt ở trong lòng này. Và đây là loa bát. Bản chất nó cũng là hai đường tiếng như dòng phun thôi. Nhưng do nó đặt con chép ở trong lòng của loa bát như thế này, nó gọi là đồng trục. Và như thế này ấy, thì khi các bạn nghe các bạn thấy âm thanh nó đồng pha và nó đem đến cái hiệu suất âm thanh tốt hơn. Khi mà các bạn ngồi nghe, tôi vẫn nói các bạn rồi, các bạn kê loa thế nào thì kê, nhưng cố gắng, tôi nói là cố gắng, để cái loa này nó đánh ngang tai thì các bạn sẽ nghe thấy âm thanh nó đều nhất. Thì do cái cấu trúc một cái chép đặt ở trong một cái lòng của cái bát như thế này thì âm thanh cả cái giải cao, giải trung và cái giải trầm nó đều dội trên một cái đường thẳng đến tai các bạn. Các bạn sẽ nghe thấy âm thanh chính xác nhất. Đây cũng là một trong lý do tại sao khi các bạn nghe thì thấy nó chi tiết và khi các bạn hát thì các bạn thấy giọng các bạn rất là mạnh. Đấy, như là có loa tăng lời vậy. Và bát nó là bát 30. Và kể nó cầu kỳ mức độ cả những cái con ốc này của nó này. Những cái con ốc của nó cũng sử dụng cái là ốc lục giác. Đó, để tôi tháo ra đây này. Đều là ốc lục giác các bạn nhé. Và ốc lục giác này chúng ta phải muốn tháo ra thì chúng ta phải có đồ. Đấy, các bạn thấy nó không phải là sử dụng những con ốc sao bốn cạnh đâu. Như vậy các bạn thấy nó trau chuốt tỉ mỉ đến từng cái linh kiện một. Bây giờ thì tôi sẽ test thử để các bạn nghe. Ngồi nhìn mây trôi mãi.
trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em, những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá ô xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người ra đi cho mau tháng ngày tìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếc nuối nhớ mong mong chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ. Ngồi nhìn mây trôi mãi, trôi về nơi xa xăm mịt mù. Trong cơn mơ chiều nay gọi thầm tên em. Những ước muốn mong chờ còn tìm nhau trong cơn mê này. Giọt sầu rơi miên man trong đời khi đã xa người. Còn gì trong thương nhớ, tóc em ngày nào xanh như tờ trời. Bơ vơ trong chiều hoang gọi thầm tên nhau. Chiếc lá u xa cành giờ còn bay về nơi phương ấy. Người ra đi cho bao tháng ngày chìm khuất trong mơ. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếng nuối nhớ mong mong chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời này ta vẫn thương nhớ về em. Nhớ về em trong những lúc cô đơn trở về. Nhớ về em như ánh mắt môi cười thơ ngây. Nhớ về em trong tiếng nuối nhớ mong mong chờ trở về chốn xưa. Trọn cả suốt đời.